Sáng ngày 27 tháng 4, tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh, Hội Khuyến học Lâm Đồng đã tổ chức chương trình trao xe lăn cho các em thiếu nhi và người khuyết tật vận động đang sinh sống, học tập trên địa bàn tỉnh. Thấu hiểu những khó khăn, bất tiện của các em nhỏ và người khuyết tật vận động trong việc di chuyển, khiến họ ít được tiếp xúc và hòa nhập cộng đồng, Hội Khuyến học Lâm Đồng đã vận động được tổ chức Saran Global Friend tại Việt Nam, Trung tâm Ngôi nhà yêu thương, chia sẻ tỉnh Lâm Đồng và các nhà hảo tâm đến từ đất nước Hàn Quốc tài trợ được 50 chiếc xe lăn với tổng kinh phí khoảng 100 triệu đồng để tặng cho các em nhỏ đang điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh và người khuyết tật sinh sống trên địa bàn tỉnh có phương tiện để di chuyển dễ dàng hơn. Trong số đó có 6 trường hợp là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là việc làm ý nghĩa và thiết thực mà những nhà hảo tâm muốn dành tặng để giúp họ vơi bớt khó khăn trong cuộc sống, không còn mặc cảm để cùng hòa nhịp vươn lên.